chào tất cả các em. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Nguyễn Thị Tâm, giáo viên trường trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành. Cô rất vui được đồng hành cùng với các em tìm hiểu bài học hôm nay. Các em đã sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng bắt đầu. Trước khi tìm hiểu bài học, cô trò chúng ta cùng theo dõi clip sau. Qua clip vừa rồi, các em thấy là môi trường tự nhiên của chúng ta hiện nay như thế nào? Và con người đã tác động những gì tới môi trường? Chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay. Chủ đề con người, dân số và môi trường. Bài tác động của con người đối với môi trường. Với các em học chương trình hiện hành, các em sẽ theo dõi trong sách sinh học lớp 9 bài 53. Còn với các em học mô hình trường học mới, các em đã được học ở môn khoa học tự nhiên lớp 8 và sẽ được ôn lại ở môn khoa học tự nhiên lớp 9, chủ đề sinh vật với môi trường. Bài học hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu với 3 nội dung. 1. Tác động của con người tới môi trường qua các thời kỳ phát triển của xã hội. 2. Tác động của con người làm suy thoái môi trường tự nhiên. 3. Vai trò của con người trong việc bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên. Cô trò mình cùng đến với nội dung thứ nhất. Một năm mã. Tác động của con người tới môi trường qua các thời kỳ phát triển của xã hội. Để tìm hiểu những tác động của con người tới môi trường qua các thời kỳ phát triển của xã hội, các em hãy nhớ lại kiến thức môn lịch sử, trả lời cho cô câu hỏi sau. Lịch sử phát triển xã hội loài người đã trải qua những thời kỳ nào? Các em đã nhớ lại được rồi đúng không? Lịch sử phát triển xã hội loài người đã trải qua 3 thời kỳ. 1. Thời kỳ nguyên thủy. 2. Xã hội nông nghiệp. 3. Xã hội công nghiệp. Với 3 thời kỳ đó thì con người đã có những tác động gì tới môi trường? Các em theo dõi clip sau. Loài người trải qua 3 thời kỳ, đó là xã hội nguyên thủy, xã hội nông nghiệp và xã hội công nghiệp. Thời kỳ nguyên thủy, con người sống hòa đồng với tự nhiên. Cách sống cơ bản là săn bắt động vật và hái lượm. Lúc này, tác động của con người tới môi trường là rất ít. Họ chủ yếu dùng lửa để nấu nướng và xua đuổi thú dữ, khiến nhiều cánh rừng rộng lớn ở Trung Âu, Đông Phi, Nam Mỹ, Đông Nam Á bị đốt cháy. Xã hội nông nghiệp. Bên cạnh hoạt động săn bắt, con người bắt đầu biết trồng cây lương thực và chăn nuôi. Hoạt động này đã dẫn đến việc con người chặt phá và đốt rừng lấy đất canh tác và chăn thả gia súc. Việc cày xới đất canh tác góp phần làm thay đổi đất và nước tầng mặt, làm cho nhiều vùng đất bị khô cằn và suy giảm độ màu mỡ. Nền nông nghiệp hình thành đòi hỏi con người định cư, từ đó nhiều vùng rừng bị chuyển thành các khu dân cư, các khu sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, hoạt động nông nghiệp còn đem lại lợi ích là tích lũy thêm nhiều giống cây trồng, vật nuôi và hình thành nên hệ sinh thái trồng trọt. Xã hội công nghiệp.
Thế kỷ 18 đánh dấu sự ra đời của thời đại văn minh công nghiệp. Máy móc ra đời tạo điều kiện cho chuyển từ sản xuất thủ công sang sản xuất bằng máy móc. Điều đó tác động mạnh mẽ đến môi trường. Công nghiệp khai khoáng phát triển đã phá đi rất nhiều diện tích đất rừng. Đô thị hóa ngày càng tăng đã lấy đi nhiều vùng đất rừng tự nhiên và đất trồng trọt trên trái đất. Bên cạnh đó, nền công nghiệp phát triển cũng góp phần cải tạo môi trường. Với những phát minh to lớn của ngành khoa học kỹ thuật mà nhiều giống vật nuôi, cây trồng quý được lai tạo và nhân giống. Cùng với sự phát triển của ngành hóa chất, nhiều loại phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật làm tăng sản lượng lương thực và khống chế được nhiều loại dịch bệnh. Đó là những hoạt động của con người qua 3 thời kỳ phát triển của xã hội. Vậy những hoạt động đó đã tác động tới môi trường như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bảng sau. Thời kỳ nguyên thủy, con người đã có các hoạt động như săn bắt, hái lượm, biết dùng lửa để nấu nướng, sưởi ấm và xua đuổi thú dữ, v.v. Xã hội nông nghiệp, con người có các hoạt động như là săn bắt, trồng trọt, chăn nuôi, phá rừng làm các khu dân cư, v.v. Xã hội công nghiệp, con người biết khai thác tài nguyên, phát triển các khu dân cư, khu công nghiệp, v.v. Đó là những hoạt động của con người qua các thời kỳ phát triển của xã hội. Vậy những hoạt động này đã tác động tới môi trường như thế nào? Các em hãy dùng các cụm từ gợi ý phía dưới để hoàn thành nốt nội dung của bảng. Dòng tiếp theo là kết quả tác động tích cực tới môi trường. Và dòng cuối cùng đó là kết quả tác động tiêu cực tới môi trường. Các em đã có kết quả của mình rồi phải không? Bây giờ chúng ta cùng theo dõi phần đáp án trên màn hình. Kết quả tác động tích cực tới môi trường ở thời kỳ nguyên thủy là không đáng kể. Xã hội nông nghiệp. Con người đã tích lũy được nhiều giống vật nuôi cây trồng. Xã hội công nghiệp. Con người cải tạo môi trường. Kết quả tác động tiêu cực. Thời kỳ nguyên thủy làm giảm diện tích đất rừng. Xã hội nông nghiệp suy giảm độ màu mỡ của đất và làm thay đổi tầng nước mặt. Xã hội công nghiệp giảm diện tích đất rừng và giảm diện tích đất tự nhiên. Đó là những hoạt động của con người tác động tới môi trường. Vậy các em hãy cho cô biết, trong 3 thời kỳ đó, thì thời kỳ nào tác động vào môi trường nhiều nhất? Thật dễ dàng để trả lời câu hỏi này phải không các em? Qua nội dung của bảng chúng ta thấy ngay đó chính là xã hội công nghiệp. Các em à, xã hội càng phát triển thì con người càng tác động mạnh mẽ tới môi trường và sẽ làm biến đổi môi trường. Sự biến đổi đó như thế nào và gây hậu quả ra sao? Chúng ta cùng tìm hiểu phần tiếp theo. Hai là mã, tác động của con người làm suy thoái môi trường tự nhiên. Trước tiên, các em cần phải hiểu suy thoái môi trường là gì. Cô sẽ giúp các em trả lời câu hỏi này. Suy thoái môi trường là hiện tượng môi trường bị thay đổi về chất lượng và số lượng của các thành phần trong môi trường, gây ảnh hưởng xấu cho con người và thiên nhiên. Vậy các em hãy dựa vào nội dung của phần 1 cho cô biết những hoạt động nào của con người làm phá hủy môi trường tự nhiên. Một số các hoạt động của con người ở phần 1 như sau. Hái lượm, săn bắn động vật hoang dã, đốt rừng lấy đất trồng trọt,
chăn thả gia súc, khai thác khoáng sản, phát triển nhiều khu dân cư, chiến tranh. Vậy với các hoạt động này đã gây những tác động gì đối với cả môi trường, gây ra những hậu quả gì? Để trả lời câu hỏi này, các em hoàn thành bài tập sau. Đây cũng chính là bài tập trong mục 2 năm A, bài 53 sách giáo khoa sinh 9 hiện hành. Vậy với các em học chương trình hiện hành, các em sẽ hoàn thành bài tập này trong vở bài tập sinh học lớp 9. Còn với các em học mô hình trường học mới, các em sẽ hoàn thành nhanh bài tập vào trong vở ghi của mình. Bài tập có nội dung như sau. Chọn hoặc một số nội dung thích hợp ở cột bên phải, ký hiệu bằng các chữ A, B, C, vân vân. Ứng với mỗi hoạt động của con người ở cột bên trái, được ký hiệu bằng các chữ số 1, 2, 3, vân vân. Gây ra sự phá hủy môi trường tự nhiên ở bảng dưới đây và ghi kết quả vào cột ghi kết quả. Các em đã hoàn thành xong phần bài tập của mình rồi phải không? Bây giờ các em sẽ theo dõi phần đáp án trên màn hình. Với hoạt động số 1, hái lượm. Đáp án 1A, mất nhiều loài sinh vật. Các em chú ý đến phần đáp án nhấp nháy trên màn hình. Hoạt động số 2, săn bắt động vật hoang dã. Đáp án là 2AH, đó là mất nhiều loài sinh vật và mất cân bằng sinh thái. Tương tự như vậy, các em theo dõi kết quả từ hoạt động số 3 đến hoạt động số 7 trên màn hình. Hoạt động 3, đốt rừng lấy đất trồng trọt. Tất cả các hậu quả ở cột bên phải. Đó là A, B, C, D, E, G và H. Hoạt động số 4, chăn thả gia súc. Đáp án là A, B, C, D, G và H. Hoạt động số 5, khai thác khoáng sản. Đáp án là A, B, C, D, G và H. Hoạt động số 6, phát triển nhiều khu dân cư. Đáp án là A, B, C, D, G và H. Hoạt động số 7, chiến tranh. Đáp án là tất cả các hậu quả ở cột bên phải. Như vậy, cô trò mình đã hoàn thành xong nội dung của phần bài tập. Vậy, các em cho cô biết, ngoài các hoạt động của con người ở trong bảng này ra, thì trong thực tế, các em còn biết những hoạt động nào của con người gây hậu quả xấu cho môi trường? À, đó là các hoạt động như là xả rác thải bừa bãi, chất thải của các khu công nghiệp, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng quy cách, chất thải của các phương tiện giao thông, hiện tượng bùng nổ dân số, vân vân. Vậy qua đây các em thấy, kỳ một hoạt động nào của con người, dù nhỏ hay lớn, thì đều có tác động tới môi trường. Các em thân mến, trong những năm gần đây, việc phá rừng bừa bãi và gây cháy rừng đang có xu hướng tăng lên. Và gần đây nhất đó là thảm họa cháy rừng ở nước Úc đã gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Vậy các em hãy cho cô biết
đó là những hậu quả nào? Hậu quả đó chính là phá hủy môi trường tự nhiên, như thoái hóa đất, lũ lụt, hạn hán, cháy rừng, xói mòn đất, mất nhiều loài sinh vật, mất nơi ở của sinh vật, ô nhiễm môi trường, triều cường, biến đổi khí hậu, sạt lở đất, băng tan, và còn rất nhiều các hậu quả khác nữa. Ở Việt Nam của chúng ta cũng không ngoại lệ. Ví dụ, sạt lở đất ở đồng bằng sông Cửu Long gây nhiều thiệt hại lớn. Hạn mặn ở miền Tây. Và 3 ngôi nhà mất tích vì sạt lở bờ sông ở tỉnh Sóc Trăng. Và còn nhiều hơn thế nữa. Vậy qua những hoạt động vừa rồi, các em cho cô biết hoạt động nào của con người gây tác động lớn nhất tới môi trường? Đó chính là cái hoạt động mà làm phá hủy môi trường tự nhiên. Và một trong những tác động lớn nhất tới môi trường đó chính là phá hủy thảm thực vật. Vì ở các bài trước các em đã biết, thực vật chính là sinh vật đứng đầu trong chuỗi thức ăn, là nơi ở, nơi sinh sống của rất nhiều loài sinh vật. Chính vì vậy, khi tác động tới thảm thực vật thì sẽ gây ra hậu quả vô cùng lớn đối với môi trường. Vậy đến đây, chúng ta có thể khái quát về những tác động của con người làm suy thoái môi trường tự nhiên như sau. Nhiều hoạt động của con người gây hậu quả xấu, như phá hủy thảm thực vật, gây xói mòn đất, ô nhiễm môi trường, hạn hán, lũ lụt, vân vân. Mất cân bằng sinh thái, nhiều loài sinh vật bị mất, vân vân. Vậy qua nội dung phần 2 vừa rồi, các em thấy môi trường tự nhiên của chúng ta hiện nay đang bị suy thoái rất nặng nề. Trước thực trạng đó thì con người đang cần phải có những biện pháp gì để bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên? Chúng ta cùng tìm hiểu phần tiếp theo. Ba la mã. Vai trò của con người trong việc bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên. Trước hết, chúng ta cần tự đặt câu hỏi là tại sao con người lại phải bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên? Ở bài môi trường và các nhân tố sinh thái các em đã học, môi trường chính là nơi sinh sống của sinh vật, trong đó có con người. Khi môi trường bị suy giảm thì sẽ làm cho chất lượng cuộc sống suy giảm. Vậy, từ các tác động thoái hóa ở phần 2, các em hãy cho cô biết là con người cần phải làm gì để khắc phục các hậu quả này. Chúng ta hãy cùng đề xuất một số các biện pháp để khắc phục các hậu quả trên. Như là bảo vệ nguồn nước, trồng cây gây rừng, cải tạo đất bạc màu, không săn bắn các loài thú hoang dã, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ các loài sinh vật, nghiên cứu cải tạo nhiều giống cây trồng vật nuôi, sử dụng các phương tiện giao thông không gây ô nhiễm, sử dụng năng lượng sạch, xây dựng nhà máy xử lý rác thải, hệ thống xử lý nước thải. Và đó cũng chính là những thành tựu của con người trong việc bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên.
Các em hãy bằng những kiến thức của các môn đã học và thực tế cuộc sống cho cô biết con người cần phải làm gì để bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên. Một số biện pháp mà con người đã làm trong việc bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên như sau. Hạn chế sự phát triển dân số quá nhanh. Ở bài quần thể người, các em đã học mục tăng dân số và phát triển xã hội. Các em biết rồi, khi dân số bùng nổ thì sẽ làm cạn kiệt nguồn tài nguyên, đồng thời tác động mạnh mẽ tới môi trường. Chính vì vậy là con người chúng ta cần phải thực hiện pháp lệnh dân số. Mỗi gia đình chỉ nên dừng lại từ 1 đến 2 con để nuôi dạy cho tốt và có cuộc sống tốt hơn. Thứ hai là sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên. Bảo vệ các loài sinh vật. Phục hồi và trồng rừng mới. Kiểm soát và giảm thiểu các nguồn chất thải gây ô nhiễm. Cải tạo nhiều giống vật nuôi cây trồng có năng suất cao. Trên đây là một số biện pháp chính của con người đã làm để bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên. Như vậy, cô trò mình đã tìm hiểu xong nội dung của bài học hôm nay. Sau đây, cô trò mình cùng vẽ sơ đồ tư duy về những tác động của con người đối với môi trường. Bài học hôm nay chúng ta đã tìm hiểu được 3 nội dung. Với nội dung thứ nhất, tác động của con người tới môi trường qua các thời kỳ phát triển của xã hội. Thời kỳ nguyên thủy là không đáng kể. Xã hội nông nghiệp tác động nhiều. Xã hội công nghiệp tác động rất nhiều. Nội dung thứ hai, tác động của con người làm suy thoái môi trường tự nhiên. Đó là phá hủy thảm thực vật. Nhiều loài sinh vật bị mất. Mất cân bằng sinh thái. Vân vân. Bên cạnh những tác động của con người làm suy thoái môi trường tự nhiên, thì con người cũng có vai trò trong việc bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên, như hạn chế phát triển dân số quá nhanh, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên, bảo vệ các loài sinh vật, phục hồi và trồng rừng mới, kiểm soát và giảm thiểu các nguồn chất thải gây ô nhiễm, cải tạo nhiều giống vật nuôi cây trồng có năng suất cao. Đây cũng chính là nội dung của bài học hôm nay, được cô tóm tắt trong sơ đồ tư duy. Cô sẽ dành một chút thời gian để các em hoàn thiện phần sơ đồ tư duy vào trong vở ghi của mình. Tiếp theo, chúng ta cùng luyện tập và vận dụng. Câu 1. Điền những từ thích hợp vào chỗ chấm, có đánh số thứ tự 1, 2, 3, 4, 5 cho thích hợp. Các em đã có kết quả rồi phải không? Nhiều hoạt động của con người gây hậu quả xấu tới môi trường, làm mất các loài sinh vật, làm suy giảm các hệ sinh thái hoang dã, gây mất cân bằng sinh thái. Tác động lớn nhất của con người tới môi trường tự nhiên là phá hủy thảm thực vật, gây nhiều hậu quả xấu như xói mòn, lũ lụt, thoái hóa đất, hạn hán, mất cân bằng sinh thái tự nhiên. Chúng ta cùng đến với câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai là một câu hỏi trắc nghiệm. Hãy chọn câu trả lời đúng nhất.
tác động lớn nhất của con người tới môi trường tự nhiên là A. Săn bắt động vật hoang dã, B. Khai thác khoáng sản, C. Phá hủy thảm thực vật, D. Hái lượm. Với câu hỏi này, cô chắc chắn rằng tất cả các em đã có đáp án của mình. Đó chính là phá hủy thảm thực vật. Qua bài học hôm nay, các em thấy là môi trường tự nhiên của chúng ta hiện nay đang bị suy thoái rất nặng nề và con người đang nỗ lực tìm ra các biện pháp để khắc phục và bảo vệ môi trường tự nhiên. Vậy là một học sinh, em cần phải làm gì để góp phần bảo vệ môi trường tự nhiên? Các em à, tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình. Việc đầu tiên đó là các em phải giữ gìn vệ sinh ở nơi ở, nhà trường học và các nơi công cộng. Bỏ rác đúng nơi quy định, trồng và chăm sóc cây xanh. Và đây là những hình ảnh của phụ huynh và học sinh của trường Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. Như vậy, chúng ta thấy là việc bảo vệ môi trường không phải là trách nhiệm của riêng ai, mà là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi chúng ta. Vậy, mỗi người đều phải có trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường sống của mình. Như lời bài hát và những hình ảnh trong clip sau. Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn, hãy chung tay cùng nhau bảo vệ môi trường. Và ca khúc vui nhộn cùng những hình ảnh ý nghĩa đã khép lại bài học của chúng ta hôm nay. Ở nhà, các em hoàn thành cho cô những nội dung sau. 1. Trình bày nguyên nhân dẫn đến suy thoái môi trường do hoạt động của con người. 2. Viết, trang trí slogan hoặc vẽ tranh, làm thơ, vân vân về chủ đề bảo vệ môi trường. 3. Tìm hiểu bài ô nhiễm môi trường. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự theo dõi của các em. Chào tạm biệt các em.